Xin chào anh em, mình là Tính. Và hôm nay là tiếp tục là một video để giới thiệu cho anh em 5 mẫu giày mới nhất của Asics, một trong những thương hiệu hàng đầu Nhật Bản của anh em đã biết. Hôm nay về 5 bản màu nhất. Rồi, máy quay gần lại đây. Đầu tiên chúng ta sẽ đến với phiên bản màu xanh. Năm nay về 5 phiên bản màu. Đầu tiên là màu trắng xanh. Rồi chúng ta sẽ đến gần với sản phẩm. Đầu tiên là phiên bản này có giá là 1.499.000 và 1.500.000 nha anh em. Hàng công ty chính hãng, bảo hành keo 30 ngày và make in Campuchia, là Campuchia nha anh em. Hàng Campuchia, sản xuất tại Campuchia, thương hiệu Nhật Bản Asics thì anh em cũng đã biết rồi, một trong thương hiệu giày hàng đầu của thế giới. Rồi tiếp theo chúng ta sẽ đến với phiên bản màu trắng cam. Rất hài hòa, đẹp mắt nha anh em. Năm nay Asics về 5 phiên bản màu, rất tuyệt vời. Phiên bản này cũng có giá là 1.499.000. Hàng công ty chính hãng, bảo hành keo 30 ngày nha anh em. Ok, cũng là hàng Campuchia luôn. Rồi tiếp theo là phiên bản màu xanh đen. Phiên bản này cũng vậy nha anh em, 1.499.000. Keo của Asics thì anh em cũng đã biết rồi, một trong những dòng keo bền bỉ và chất lượng, thương hiệu hàng đầu của thế giới. Chúng ta phải nói từ thế giới luôn nhé, giày Asics đẳng cấp thế giới rồi. Rồi chúng ta sẽ qua bên này. Tiếp tục là phiên bản màu đỏ. Phiên bản màu đỏ cũng có giá là 1.490.000. Hàng combo luôn nha anh em. Đủ size từ 40 cho tới 44. Đầy đủ size số cho anh em. Rồi chúng ta đến với phiên bản cuối cùng, phiên bản rẻ nhất, 1.399.000. Phiên bản màu xanh đặc biệt này, màu khá đẹp mắt nha anh em. Bản này thì có một giá là 1.399.000. Hàng combo lên nha anh em. Ok, hàng chính hãng, công ty bảo hành keo 30 ngày. Rồi anh em, rồi chúng ta sẽ đi đến cái sản phẩm màu xanh này, màu đỏ, màu xanh đen, màu trắng và màu xanh dương, và 5 phiên bản màu. Xin chào và hẹn gặp lại, xin cảm ơn.